Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phangamtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm DaVinci Resolve 15. Thì cái video trước chúng ta đã hướng dẫn học gần hết những cái công cụ trong cái nhóm này rồi. Cơ đường cong nè, qualifier hút màu, window mặt nạ, tracker là truy bắt di động chống rung. Hiện tại video này chúng ta sẽ cố gắng 1, 2, 3, 3 công cụ nữa là kết thúc ha. Thì đầu tiên là Kepler này là làm cho sắc nét hay mờ, đây ứng dụng vô cái việc mà làm mờ á, giống như bên Photoshop thì bạn muốn làm cho làn da mịn hay gì đó, hay là cái muốn che mặt đối tượng nào đó thì bạn hãy sử dụng cái công cụ này, lơ là mờ hoặc là sắc nét. Thì bạn thấy đây nó sẽ có 3 chấm tương ứng với 3 này thì chọn nè, nhưng mà thông thường tôi chỉ chọn cái đầu là được rồi. Lơ nè, lơ là mờ thì bạn sẽ chỉnh cho tôi tăng cái radius này lên và bán kính lên, thì bạn nhìn trên cái màn hình á, trên cái bảng canvas đây thấy chưa, thì cái video chúng ta đã bị mờ rồi, rất đơn giản thôi, tăng lên mờ, kéo xuống thì ngược lại nó sẽ rõ nét. Đại khái nếu như là tăng cái cường độ những cái vùng biên lên thì nó làm cho bạn thấy rõ nét, thấy chưa. Rồi reset lại, đơn giản vậy thôi, không cần biết quá nhiều. Tiếp theo tới cái phần K, giả sử lơ đi, tôi sẽ cho nó mờ như thế này, thấy chưa. Rồi thì tôi để nó đi, qua tới cái thì chọn cái công cụ tiếp theo là công cụ K là cái khóa. Thực ra cái này là bạn chỉ chỉnh, tôi thường sử dụng nhiều nhất là việc mà chỉnh cái cường độ thôi, cường độ của tất cả những cái công cụ phía trước đó. Nghĩa là sao, nghĩa là bạn sẽ chỉnh tôi cái chỗ, ở đây có nhiều nút lắm nhưng mà bạn chú ý cho tôi cái nút này thôi, chỗ K output nè, K output gain đây, đây là cái cường độ đầu ra, mặc định nó là 1 là default, tôi sẽ tăng lên, thông thường tôi sẽ giảm xuống, thấy chưa. Giảm xuống nó có nghĩa là sao, nghĩa là những cái công cụ phía trước đó, tôi muốn giảm cái cường độ ảnh hưởng của nó thì tôi sẽ giảm cái gain này xuống, nghe mặc định nó 1 là bình thường. Tôi muốn cái độ việc mà tôi vừa làm phía trước là cái độ blur là độ nhè, nó nhè nhiều thì tôi muốn giảm cái độ nhè đó, mà tôi không muốn chỉnh từng tham số. Trường hợp tôi đã chỉnh màu hay chỉnh tất cả những công cụ phía trước nữa chứ không riêng gì cái lơ này, thì tôi chỉ cần chỉnh cái này nè cho nó giảm hết những tất cả những cái cường độ của những công cụ phía trước đi, thấy chưa. Hiển thị cho bạn thấy cái bảng này nè, màu trắng tinh là cái cường độ là 1. Đây, màu trắng tinh là 1 là 1. Thấy chưa? Còn tôi giảm giống như để giảm giống như cái giảm cái cường độ màu là opacity và density á, là giảm cái cường độ mà của cái những cái công cụ phía trước thôi. Thấy chưa? Trong ví dụ này là cái công cụ này là công cụ blur, thì tôi muốn giảm cái cường độ là mờ thì tôi kéo qua trái. Thấy chưa? Thì cái hình những con gà ta trên đây nó đã bớt mờ lại đó. Rồi muốn cho quay về mặc định thì nhấp vào trái vào đây. Đó. Thì nó là cái công cụ mà để điều chỉnh tất cả những công cụ phía trước, tăng giảm cường độ. Thì tôi chỉ sử dụng duy nhất cái tính năng này thôi. Hoặc là bạn hãy sử dụng cái này để đảo ngược cái vùng mặt nạ. Đây nè. Nhưng mà do đây tôi không có phần vùng mặt nạ, nên tôi làm nhanh cái vùng mặt nạ này. Giả sử giờ tôi có mặt nạ đây. Đây. Thì bạn sẽ thấy là cái vùng mờ tôi là chỉ nằm trong bên trong cái con... nằm bên trong cái phần ô vuông tròn thôi. Cái vòng tròn thôi. Thấy không? Vùng lơ á. Thấy chưa? Tôi cho thiệt là mờ luôn nè. Đó. Thì qua bên cái phần K nè. Thấy chưa, cái phần mặt nó chỉ ảnh hưởng vào trong cái phần vòng tròn thôi, mặc định là 1. Tôi muốn giảm cường độ blur mờ thì tôi kéo qua trái. Thấy chưa, màu trắng này đã bớt trắng tinh này là nó đã bị lẫn màu đen, nó màu xám rồi đó. Thấy chưa, còn nếu tôi kéo qua 1 thì nó sẽ là bình thường, default. Rồi, rất là đơn giản đúng không? Default đây, reset là đây. Đây là cái phần mà giao, thì tôi sẽ nói sau. Rồi, đó, chúng ta sẽ xong hai công cụ rồi, nó nhanh thôi để chúng ta kết thúc cái phần, gắng cố gắng kết thúc cái phần lý thuyết đi, nó nhiều mệt quá, nó mất thời gian nữa. Rồi chúng ta sẽ qua tới cái cần thay đổi kích thước là size nè. Thay đổi kích thước size này là cái gì, ta chọn những cái này ta reset đi. Rồi thay đổi kích thước này là gì, size này thay đổi kích thước rất là dễ, đây nó cũng sẽ có những cái tùy chọn bên trong lắm, đây nè, thấy chưa, nhiều tùy chọn bên trong, nhưng mà thông thường chúng ta tôi chọn cái edit size hay cái gì cũng được, tại vì cái này tôi cũng ít sử dụng lắm, chọn đại cái edit size đi, cái bao quát nhất, thì bạn chỉnh cái video chúng ta thôi, bạn chỉnh cái video chúng ta thôi, như size bạn chỉnh nè, qua trái thì nó sẽ có qua trái phải hoặc là trên xuống, thấy chưa, những cái này thì rất đơn giản. Rotate là xoay cái video chúng ta, lens correction là phần mềm tự động phân tích lỗi ống kính lens mà thường thì tôi ít sử dụng lắm. Distort là méo. Ok, đây là do đây chúng ta đang sử dụng phiên bản try, bản dùng thử, nên nó bản miễn phí á, bản miễn phí á thì nó sẽ là giới hạn tính năng này ha. Đây là hiện cho bạn thông báo biết là đây là bạn sẽ sử dụng phiên bản giới hạn tính năng, là bản dùng miễn phí á. Bạn muốn mua thì bạn nhấn vào chữ buy now thì mua là gần $300 ha, gần 7 triệu gì đó. Còn không thì nó chết, ta nhấn reset lại. Đây là tính năng distort. Đây là zoom theo tỷ lệ này, có cái mắt xích là tỷ lệ theo chiều dọc chiều ngang cùng tỷ lệ, không muốn tỷ lệ thì bỏ cái mắt xích đây, thấy chưa, rất đơn giản, đâu có khó đâu.
Peak này là bị méo, méo theo cái chiều dọc, méo theo chiều ngang. Các bạn mà thấy hay làm video mà dạng giống như là gần kết thúc video á, gần kết thúc cái video bạn thường hay làm méo như này, là bên đây dòng màu đen này nó sẽ hiện lên phần tên tác giả hay là đạo diễn hay là diễn viên đó, nó sẽ chạy từ dưới lên trên. Thì người ta thường hay làm kiểu này, thấy chưa, thường hay làm kiểu này nè, zoom nhỏ tên tí, thường hay làm kiểu này để phần đen nè, thấy chưa, giống như nhìn giống như là cái không gian ba chiều vậy, từ phía sau ra phía trước, cái phòng chữ test nó sẽ chạy từ dưới lên lên trên đó, để giới thiệu kết thúc cái đoạn, kết thúc cái video của ta ha. Rồi dropping là cắt xén thôi, cắt xén phía trên hay phía dưới, giống như là bạn xem trong cái video, trong cái rạp chiếu phim màn hình rộng vậy, cắt xén ở bên tay trái nè, ha, cắt xén bên tay trái, cắt xén bên tay phải. Thường nè, bạn thấy ở trên phía dưới là nó sẽ có cái lần đen nè, trong mà chiếu phim màn ảnh rộng á, trong cái rạp rồi đó, tôi ví dụ đi ha, nó ở trên dưới thì sẽ có lần đen như thế đó. Rồi vậy đơn giản như thôi, cái phần mà stay là chỉ đơn giản thôi, 3D này thì bỏ qua đi, từ từ chúng ta tìm hiểu tiếp. À, còn những cái nút còn lại thì nó cũng tương tự thôi, không quan trọng. Rồi giờ ta đã video này, ta đã xong cái phần mà giới thiệu nhanh cái phần mà những cái công cụ sử dụng rồi, nhanh về phần lý thuyết thôi ha, còn cái quy trình, cái workflow chúng ta làm thì chúng ta phải làm bài tập chúng ta mới biết được. Rồi vậy là xong rồi, thì video này đây là kết thúc ha. Thì xin chào các bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.